Trang đã quay trở lại rồi đây. Các bạn biết đấy, cuộc thi nhóm kịch tài năng của tổ chức GNI vừa mới kết thúc xong. Nhưng mà trong dự án Be Friend của chúng mình thì còn rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Vậy thì các bạn có đoán được trong thời gian sắp tới chúng mình sẽ có hoạt động gì tiếp theo không? Bật mí cho các bạn 3 đáp án để lựa chọn nhé. Đầu tiên đó chính là hoạt động hòm thư yêu thương. Số 2 đó là cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông chung tay phòng ngừa bạo lực học đường. Và cuối cùng đó chính là hoạt động kịch truyền thông về phòng ngừa bạo lực học đường. Các bạn hãy nhanh tay dự đoán xem hoạt động nào sẽ là hoạt động tiếp theo của tổ chức GNI và comment ở dưới để chúng mình có thể lựa chọn ra 10 bạn ngẫu nhiên nhận được giải thưởng từ tổ chức GNI nhé.